大家好，第九课，bài 9 tương với phần tiếp theo của bài 17 quyển 2. Trước tiên là từ hiệu sách. Shu tiền. Shu. Shu. Tiền. Tiền. Shu tiền. Shu tiền. Đi hiệu sách không? Chuy su tiền mà. Chuy su tiền mà. Cùng đi hiệu sách không? Y chí chuy su tiền mà. Y chí chuy su tiền mà. Rất ít đi hiệu sách. Hẳn sảo chuy su tiền. Hẳn sảo chuy su tiền. Thường hay đi ra hiệu sách mua sách. Tráng chuy su tiền mải su. Tráng chuy su tiền mải su. Không có hiệu sách. Mấy dầu su tiền. Mấy dầu su tiền. Bọn mình cũng đi hiệu sách được không? Bọn mình đi chỉ chuyển su tiền, hảo mà? Bọn mình đi chỉ chuyển su tiền, hảo mà? Bạn cần mua sách gì? 你要买什么书? Bây giờ là từ muốn. 想 想 Muốn mua sách. 想买书 想买书 Muốn ăn sủi cảo. 想吃饺子 想吃饺子 Muốn uống cà phê 想喝咖啡 想喝咖啡 Muốn học tiếng Trung 想学汉语 想学汉语 Không muốn học tiếng Anh. 不想学英语 不想学习英语 Bây giờ không muốn về ký túc. 现在不想回宿舍 现在不想回宿舍 Mình muốn mua một quyển. 我想买一本 我想买一本 Từ điển Hán Anh. 汉英词典 Hàn Yng Cứ Điển. Mình muốn mua một quyển từ điển Hán Anh. 我想买一本汉英词典 我想买一本汉英词典 Bọn mình cùng đi hiệu sách được không? 我们一起去书店好吗? 我们一起去书店好吗? Bạn cần mua sách gì? 你要买什么书? Mình muốn mua một quyển từ điển Hán Anh.
我想买一本汉英词典。我想买一本汉英词典。Bây giờ hãy nghe phản ứng lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Màn thầu. Màn thầu. Còn lấy cái khác. Hãy học bía tờ. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Hoàn nhân dân tệ hay là mỹ yuan? Biết số điện thoại. Chứ đào điện thoại hào mã. Hai bọn họ là người Hàn Quốc. Họ là người Hàn Quốc. Lớp nào? Là cửa ban. Một ít thuốc bắc. Một ít trung yào. Hai cái đĩa. Chỉ đĩa nghe nhạc, đĩa phim. Làng trang quang phán. Uống cốc bia. Hơ bê bí chiều. Chỉ có em trai. Chỉ có tỷ tỷ. Cửa hàng. Sang tiền. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Có sự hậu sang mạng tra dữ liệu. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Dùng dài xù sở khản su. Rất đi xem. Khấn sáo khản. Chủ nhật nghỉ ngơi, chủ nhật nghỉ. Xin chí rì rì siêu xỉ. Đi siêu thị. Chuy chào sử. Lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài. Wo chu lái đờ sờ hậu. Chính là đang nghe nhạc đấy. Trần giải thi y yuè nè. Đang nghe ghiêm bài khóa mà. Trần thiên khở vấn lũ y nè. Có việc. Hiểu sở. Cùng đi hiệu sách. Y chỉ chuy sang tiền. Muốn mua một quyển. Sáng máy y bẩn.